À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 23 tháng 1 năm 2022. Con thuyền lịch sử của chúng ta hôm nay uh, sẽ trôi về thời kỳ nhà Mạc. Thì trong số trước chúng đã chia sẻ về uh, sự tồn tại của nhà Mạc. Nhà Mạc uh, bắt đầu hình thành từ năm 1527 và đến năm 1592. Uh, sau năm 1900, uh, năm 1592 thì bị uh, chúa Trịnh Tùng uh, đánh và bị mất uh, kinh thành Thăng Long. Sau đó chạy lên trên cao bằng thì vẫn còn tồn tại. Uh, được một số đời sau nữa, nhưng mà chính thức nhà Mạc là từ năm 1527 đến năm 1592 và vị vua đầu tiên đó chính là Mạc Thái Tổ, Mạc Đăng Dung. Năm tháng 6 năm 1527, ông đã ép vua Lê Cung Hoàng nhà Hậu Lê nhường ngôi và nhà Mạc chính thức hình thành. Thì hôm nay chúng sẽ chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của Mạc Thái Tổ và Mạc Đăng Dung. Thì hiện nay thì có một số con đường cũng mang tên là Mạc Thái Tổ. Đó là con đường ở quận Cầu Giấy ở thành phố Hà Nội hay là đường ở Hải Phòng đã có những con đường mang tên là Mạc Thái Tổ. Thì Mạc Thái Tổ uh, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1483 và mất ngày 11 tháng 9 năm 1541, tên thật là Mạc Đăng Dung, là nhà chính trị hoàng đế, nhà sáng lập ra triều Mạc trong lịch sử Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong sự kiện đánh dẹp các thế lực ờ uh, cát cứ chống đối triều đình loại uh, bỏ ảnh hưởng của những người ủng hộ nhà Nê thành lập ra nhà Mạc và cứng rắn chống lại những thế lực phò vua Lê ở Thanh Hóa. Mạc Đăng Dung bước vào đường quan nộ sau khi thi đậu võ trạng nguyên trong cuộc thi tuyển võ sĩ tại giảng võ đường ở Thăng Long dưới triều Lê Uy Mục khoảng 20 năm từ một võ quan cấp thấp không có thế lực dưới thời Lê Uy Mục nhờ tài thao lược và mưu trí, Đang Dung đã vươn tới tột bậc quyền lực vào năm 1527 khi được thăng chức uh, Thái sư Tước An Hưng Vương thời Lê Cung Hoàng và tính trong khoảng thời gian chưa đầy 30 năm từ một thường dân áo vải không có thế lực bảo trợ đúng nghĩa, gần giống như trường hợp của Đinh Bộ Lĩnh, Trịnh Kiểm hay Nguyễn Huệ, rồi chúng tuyển vào quân túc vệ của triều đình ở độ tuổi chừng 20 mươi, Đang Dung đã đạt tới mức quyền lực cao nhất dưới thời quân chủ của Việt Nam. Dưới thời Lê sơ trong khoảng 20 năm ông đã lần lượt được phong các tước bá uh, vũ xuyên bá hầu vũ xuyên hầu công minh quận công rồi uh, nhân quốc công vương là an hưng vương với vai trò là người khai nập ra triều mạc ông lần lượt làm vua thái thượng hoàng cũng như quyền nhấp chính khi con trai cả kế ngôi của ông là mạc thái tông tức là mạc đăng doanh đột ngột qua đời không có thế lực chống lưng hỗ trợ từ một người đậu võ trạng nguyên ở độ tuổi 20 rồi được xung quân túc vệ uh, vác lọng theo vua thời gian đầu, Đăng Dung đã được giao chức đô chỉ huy sứ vệ thiên vũ chật uh, tránh tam phẩm vào năm 1508 ở tuổi 25. Điều này cho thấy nhiều về năng lực của ông, chứ không phải chỉ tiến thân nhờ sức mạnh của cơ bắp và võ biển mà đạt được. Xuất thân hàn vi, nập thân bằng đường binh nghiệp, Đăng Dung là người có công đầu trong việc tạo lập lại thế ổn định và đà phát triển của xã hội cũng như chính trường Đại Việt sau 20 năm hỗn loạn đầu thế kỷ thứ 16. Những sự thần của nhà Nê Trung Hưng cũng là những người đã biên soạn ra bộ Đại Việt sử ký toàn thư uh, bản bổ sung ở thế kỷ 17 luôn mang cái nhìn thâm thù với triều mạng, đặc biệt là với người sáng lập ra triều đại này. Trong đó có học giả uh, danh tiếng Lê Quý Đôn cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên họ cũng không nỡ lòng loại bỏ một chi tiết lịch sử quan trọng khi Mạc đăng dung ở phế ngôi nhà Lê uh, bấy giờ là thế ngôi nhà Lê sơ là bấy giờ thần dân trong nước đều theo Mạc Đăng Dung đến đón vào kinh sư theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản bổ sung do nhà Lê Trịnh sai biên soạn ở thế kỷ 17. Hay lúc này thần dân phần nhiều xu hướng về Đăng Dung đều ra đón uh, đều ra đón về kinh theo Đại Việt thông sử của Nê Quý Đôn. Điều này cho thấy Mạc Đăng Dung không chỉ có tài thao lược mà sức thu phục nhân tâm của ông cũng lớn hơn nhiều so với phản ứng của dân chúng khi Hồ Quý Ni giành ngôi của nhà Trần đại bộ phận dân chúng bắc hà trong đó đặc biệt là dân thành thăng long rõ ràng đã có phản ứng hoàn toàn tích cực với cuộc đổi ngôi do ông thực hiện nên mới có cuộc tiếp đón trọng thị như ngòi bút của các uh, sử thần nhà lê trịnh đã thuật lại điều này khác hẳn uh, ý nghĩa của cụm từ cướp ngôi thường được dùng về sau bởi những lực lượng chống mạc những người ủng hộ họ nê cầm quyền có thể phản đối cuộc đổi ngôi này nhưng đại bộ phận dân chúng bắc hà dân Kinh Nộ hay dân Trung Châu theo cách gọi của người vùng Thanh Nghệ có thể đã quá chán với tình hình chính trị và xã hội của Đại Việt trong gần 20 năm cuối thời Lê Sơ bởi vậy đại bộ phận dân chúng Bắc Hà không có sự chống đối đáng kể nào với cuộc thế ngôi của Đăng Dung dù trong lòng vẫn có thể nối tiếc một triều đại có nhiều công tích do Lê Thái Tổ và Lê Thánh Tông góp công dựng lên tuy nhiên việc phế bỏ nhà hậu Lê một triều đại đã để lại những dấu ấn sâu đậm đối với lịch sử dân tộc việc xin cắt đất cầu hòa và việc nhận chức An Nam đô thống ti sứ do nhà Minh ban cho, tức là hạ thấp chủ quyền của dân tộc coi Đại Việt như một tỉnh của Trung Quốc đã khiến ông trở thành tâm điểm chỉ trích của các sử gia tri thức Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Quan điểm phê phán Mạc Đăng Dung ở Việt Nam đã có sự thay đổi qua những giai đoạn lịch sử khác nhau kể từ đầu thời Nguyễn cho đến đầu thập kỷ 21 những nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa như Nguyễn Văn Siêu, Lê Văn Hoè, Phạm Văn Sơn, Trần Quốc Vượng, Trần Khuê, Trần Lâm Biền, Vũ Khiêu, Văn Tạo, Đinh Khắc Thuân, Phan Đăng Nhật, Trần Thị Vinh là những người đi đầu trong việc đánh giá lại vai trò lịch sử của Mạc Đăng Dung theo hướng cởi mở khách quan hơn thời Lê Trịnh. Qua những kết quả nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, các hoạt động sản xuất thương mại, văn hóa, tư tưởng, văn học nghệ thuật, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng đã cho thấy sự ra đời của nhà Mạc và những động thái chính trị quân sự của Mạc Thái Tổ Mạc Đăng Dung là phù hợp với bối cảnh khách quan lúc bấy giờ khi nhà hậu Lê đã suy sụp không còn trị nước được nữa. Mạc Đăng Dung sinh giờ ngọ ngày 23 tháng 11 năm Quý Mão tức ngày 22 tháng 12 năm 1483 thời vua Lê Thánh Tông, người làng cổ trai huyện Nghi Dương nay là huyện Kiến Thủy, thành phố Hải Phòng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Thông Sử, cụ tổ bảy đời của Mạc Đăng Dung là Mạc Đĩnh Chi, lưỡng quốc trạng nguyên thời trần quê ở Chí linh hải dương làm quan đến chức nhập lội hành khiển thượng thư môn hạ tả bộc xạ kiêm trung thư lệnh chi quân dân trọng sự làm quan thanh niêm, tiếng tăm lừng lẫy cả nước mạc lĩnh chi sinh ra mạc giao làm quan tư hình đại phu mạc giao sinh bốn con là mạc địch mạc thoan mạc thúy mạc viễn người nào cũng có tài năng và sức lực nhà minh xâm được đại ngu họ mạc tất cả đều theo nhà minh đem quân hàng giặc dâng địa đồ cho giặc lại dẫn đường cho giặc bắt được Hồ Hán Thương ở núi Cao Vọng, nhà Minh đều cho nạp quan phong tước. Sau đó Mạc Thúy gặp quân Minh dâng sớ xin nhập Đại Ngô thành quận huyện của Trung Quốc. Mạc Thúy sinh ra Mạc Tung rời đến huyện Thanh Hà lúc ấy nên Nợi đã đánh thắng quân Minh nghiêm trị ngụy quan những người uh, những quan lại người Việt cộng tác với quân Minh. Mạc Tung không dám ra làm quan ẩn náu nơi thôn xóm. Mạc Tung sinh ra Mạc Bình rời đến Nghi Dương. Mạc Bình sinh ra Mạc Hịch ba đời này đều không hiện đạt, mà khịch lấy người con gái họ đặng trong nàng sinh ra con trưởng là mặc đăng dung, hai con thứ tên là đốc và quyết. Mặc đăng dung thời trẻ nhà nghèo làm nghề đánh cá, lớn lên dưới thời vua lê uy mục có tuyển võ sĩ đăng dung dự thi môn đánh vật, chúng đô được sĩ xuất thân được sung vào đội túc vệ và được cầm dù theo xe. Theo sách uh, viện sử học việt nam đã có đã dùng sách công dư tiệp ký cuốn sách mang tính truyền kỳ không phải chính sử để kết luận rằng Mạc Đăng Dung là cháu bảy đời của Mạc Định Chi. Năm 1504 triều vua triều uh, Lê Sơ vua Lê Hiến Tông chết nhà vua được giá được sử gia Vũ Quỳnh cho là bậc vua hiền giữ cơ đồ chẳng bay chết sớm người con thứ nên thay tức là vua Lê Túc Tông cũng mất một năm sau đó thọ 17 tuổi túc tông mất người anh nên thay tức là nê uy mục uy mục nghiện rượu hoang dâm thích ca oai để cho họ ngoại hành hành người bấy giờ gọi là quỷ vương cơ đồ nhà nê đi xuống từ đây mạc đăng dung là người có sức khỏe thời trẻ ông là ông nhà nghèo làm nghề đánh cá thời lê uy mục tổ chức thi tuyển dũng sĩ mạc đăng dung đã trúng đô lực sĩ xuất thân còn được gọi là võ trạng nguyên năm 1508 ở tuổi 25 mạc đăng dung được giao chức đô chỉ huy sứ vệ thần vũ, vệ thiên vũ, tránh chặt tam phẩm. Bây giờ vua Lê Uy Mục cho họ ngoại động hành, nỏng dân cam phẫn, nại nghi kỵ các quan, các tôn thất, nhiều người no, uh, tự no cho thân mình. Uh, muốn nổi loạn năm 1509, vua xua đuổi người tôn thất và công thần về xứ Thanh Hóa, viên tướng Nguyễn Văn Lang đem quân ba phủ khởi binh ở Tây Đô, giữ kỷ biển thần phù, người cháu là Lê của Lê Thánh Tông là giảng tu công Lê Oanh bị bắt trốn ra chạy đến Thanh Hóa được Nguyễn Văn Lang phò làm minh chủ quân của Lê Oanh từ Thanh Hóa tiến ra Thăng Long, vua Uy Mục bị thua, uống thuốc độc tự tử, Lê Oanh lên ngôi tức là Lê Tương Dực. Sử sách không chép gì về Mạc Đăng Dung trong thời gian này. Ở thời vua Lê Tương Dực, uh, vua Tương Dực lên ngôi, ban hành giáo hóa, thận trọng hình phạt, xong chơi bởi vô độ, xây dựng nên viên dân nghèo thất nghiệp, trộm cắp nổi lên, nhiều lơi giấy binh đảm loạn, dẫn tới sự suy vong của nhà Lê Sơ. Năm 1511, Mạc Đăng Dung được thăm làm Vũ Xuyên Bá. Bấy giờ các thuật uh, sĩ Hào Kiệt nói với vua rằng phương Đông có sắc khí thiên tử, vua Lê Tương Dược sai đại thần Nguyễn Văn Lang đem thuật sĩ ra đồ sơn Hải Phòng, tức quê của Mạc Đăng Dung chấn hiểm. Đăng Dung đi trong chuyến đó mà không ai biết. Thời gian này có năm gặp hạn hán, đói to, các cuộc nổi dậy chống lại triều đình như của Trần Tuân, Nguyễn Nghiêm, niêm tiếp xảy ra, triều đình phải vất vả đánh dẹp. Viên tướng Trịnh Duy Sản trước kia có mâu thuẫn với nhà Lê, nay dùng mưu giết vua Lê Tương Dực ở cửa nhà Thái Học. Cùng năm đó, Trịnh Duy Sản cùng các quân hiệu đại thần lập người con mới 14 tuổi của Cẩm Giang Vương Lê Sùng, tên là Lê Y Lê Ngôi, tức là vua Lê Chiêu Tông. Dưới thời của vua Lê Chiêu Tông, theo lời bàn của sử thần thời vua Lê Chiêu Tông, bên ngoài giặc xã nổi lên bên trong quyền thần chém giết lẫn nhau, kinh sư đậm máu năm 1517, người hai thế lực đương thời họ thủy chú trịnh và họ tống sơn là nguyễn là nguyễn hoàng dụ và trịnh tuy đánh lẫn nhau trịnh tuy phải chạy về nôi dương thanh hóa một thế lực khác là trần trân lại tìm cách đánh nguyễn hoàng dụ khiến nguyễn hoàng dụ tìm cách về thanh hóa từ nay chỉ có trần trân là phụ chính trong triều mặc đăng dung lúc ấy là trấn thủ sơn nam trần trân viết thư khuyên đăng dung chặn lại đăng dung không nỡ nguyễn hoàng dụ viết tờ thư và bài thơ gửi đăng dung đăng dung án binh bất động hoàng dụ chạy thoát về tống sơn thanh hóa Năm 1518, Mạc Đăng Dung được thăng Nào Vũ Xuyên Hầu ra chấn thủ Hải Dương. Tại đây, Đăng Dung thu thập hương binh, chỉnh đốn quân ngũ, quân số ngày càng đông. Sau khi đánh đuổi được hai thế lực Nguyễn Hoàng Dụ và Trịnh Tuy quyền thế Trần Trân ngày càng lớn, Mạc Đăng Dung cũng phải sợ, liền dặm hỏi con gái uh, Trần Trân cho con trai mình là Mạc Đăng Doanh. Bấy giờ các đại thần bàn mưu với nhà vua dụ Trần Trân vào cung sai được sĩ bắt Trần Trân chạy đến cổng thành bị uh, người giữ cửa bắt chém đi các thủ hạ của Trần Trân là Nguyễn Kính, Nguyễn Áng, Hoàng Duy Nhạc mang quân đánh à, Kinh đô báo thủ vua Chiêu Tông không chống nổi, đang đêm phải bỏ chạy sang dinh bồ đề ở Gia Lâm để đi tránh. Tháng 7 năm 1519, Mạc Đăng Dung thống lĩnh các quân thủy bộ vây Lê Do ở Từ Niêm rồi phá đê cho nước vỡ vào ở quân Lê Do. Do và Nguyên Sư chạy đến Ninh Sơn bị Đăng Dung bắt được, giải về và giết chết, trịnh tuy bỏ chạy về Thanh Hóa, các tướng Sơn Tây là Nguyễn Kính, Nguyễn Áng, Nguyễn Duy Nhạc đều xin hàng Mạc Đăng Dung. Chiêu Tông Phong Mạc Đăng Dung là Minh Quận Công, ông một mình uh, nhân cầm quân dẹp loạn từ đó mà nắm hết binh quyền, vua hồi kinh sư, việc thiên hạ tạm yên. Năm 1520 Mạc Đăng Dung uh, được vua sai làm, tiết chế các xứ thủy bộ, chư dinh, lấy phạm uh, Gia Mô làm tán lý quân vụ, năm sau lại được phong làm nhân quốc công, tiết chế các doanh quân thủy bộ 13 đạo. Tháng 7 lại được ra phong làm thái phó. Năm 1521, sau khi đánh nuôi được Trịnh Tuy vào Thanh Hóa, Mạc Đăng Dung lắm quyền điều hành triều chính nhà Lê. Đăng Dung mang quân đánh lực lượng của uh, Trần Cung ở Lạng Nguyên, Trần Cung bại trận, bỏ chạy vào Châu Thất Nguyên, Mạc Đăng Dung đều điều quân tuần tiễu truy nã và bắt được Trần Cung, giải về Kinh và giết chết năm 1522, Lê Bá Hiếu nổi dậy chống triều đình ở vùng Đông Ngàn Gia Lâm, Mạc Đăng Dung lại đem quân đi đánh dẹp được, Mạc Đăng Dung lập nhiều công lớn, dẹp được nhiều lực lượng chống đối triều đình nên quyền lực của ông càng lớn. Sử gia Lê Quý Đôn viết rằng, công danh ngày càng thịnh triều đình ai cũng phục. Khi Mạc Đăng Dung đi bộ thì lọc phượng, dắt vàng đi thủy thì thuyền rồng dây kéo, ra vào cung cấm không kiêng sợ gì, ông giết thị vệ Nguyễn Cấu đô lực sĩ Minh Sơn Bá Nguyễn Thọ và Đàm Cử vốn là những người trung thành với Lê Chiêu Tông. Năm 1523, Mạc Đăng Dung sai em là Mạc Quyết cùng Vũ Hộ và Vũ Như Quế mang quân đánh Chiêu Tông ở và Trịnh Tuy ở Thanh Hóa. Cùng lúc ông nhân danh vua mới Nê Cung Hoàng tuyên bố phế chuất Chiêu Tông làm Đà Dương Vương. Năm 1524, Mạc Đăng Dung nắm chức Bình Trương. Bình Trương quân quốc trọng sự thái phó tước nhân quốc công tháng 10 năm 1525 Mạc Đăng Dung tiến đánh Trịnh Tuy ở đầu nguồn Thanh Hóa Trịnh Tuy thất thế rồi qua đời Chiêu Tông bị bắt giải về kinh sau đó Mạc Đăng Dung tiếp tục đánh dẹp các lực lượng trung thành với Lê Chiêu Tông do các tướng Giang Văn Dụ và Hà Phi chuẩn đứng đầu ông tiêu diệt các tướng chống đối các lực lượng chống đối đều bị dẹp mọi quyền lực đều thuộc về Mạc Đăng Dung Mạc Đăng Dung lui về cổ trai nhưng vẫn chế ngự triều chính Ngày 18 tháng 12 năm 1256, Mạc Đăng Dung sai Phạm Kim Bản bí mật giết Chiêu Tông ở chỗ bị giam nọc ở phường Đông Hà. Tháng 4 năm 1527, Nê Cung Hoàng sai Đình thần cầm cờ tiết đem kim sách áo mão theo rồng đen đai rát ngọc kiệu tía quạt vẽ nọng tía đến cổ trai Tấn Phong Mạc Đăng Dung làm An Hưng Vương ra thêm cửu tích tháng 6 năm 1527 Mạc Đăng Dung từ cổ trai trở lại kinh đô ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi sử ra Lê Quý Đôn chép lúc này thần dân phần nhiều xu hướng về Đăng Dung đều ra đón ở kinh đô ngày 15 tháng 6 1527 đông các đại học sĩ Nguyễn Văn Thái soạn tờ chiếu nội dung như sau nghĩ thái tổ ta thừa thời cách mệnh có được thiên hạ các vua truyền nhau nối giữ cơ đồ là do mệnh trời lòng người cùng hợp cùng ứng nên mới được thế cuối đời hồng thuận gặp nhiều tai họa trần cảo đầu têu gây mầm loạn ni trịnh tuy giả trá lập kế phản nghịch lòng người đã nỉa mệnh trời không giúp khi ấy thiên hạ đã không còn là của nhà ta ta không có đức nạm giữ ngôi trời việc gánh vác không kham nổi mệnh trời lòng người đều theo về người khác có đức xét thái sư an hưng vương mạc đăng dung nhà ngươi bẩm tính thông minh, sáng xuất có tài, được văn võ bên ngoài đánh dẹp bốn phương, các nơi đều được phục tùng. Bên trong coi sóc trăm quan mọi việc đều tốt đẹp, công to đức lớn, trời cho người theo, nay ta cân nhắc lẽ phải, nên nhường ngôi cho hãy gắng sửa đức lớn, giữ mãi mệnh trời để ức triệu dân lành được yên vui, mong kính theo đó. Lúc bấy giờ rất nhiều quan lại tử tiết để phản đối nhà Mạc giết vua cướp ngôi từ đó thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh phủ lê diệt mạc. Bấy giờ triều thần có lại bộ thượng thư đông các đại học sĩ vũ duệ, lại bộ thượng thư ngô hoán, thị thư hạn uh, thị thư viện hàn lâm nguyễn mẫn đốc quan đô ngự sử nguyễn văn vận quan hàn lâm hiệu lý là nguyễn thái bạt quan lễ bộ thượng thư là lê tuấn mậu quan lại bộ thượng thư đàm thuận huy quan tham chính sứ nguyễn duy tường quan quan sát sứ nguyễn tự cường tước bình hồ Uh, bá là nguyễn nghiêm bá ký nghiêm bá ký uh, quan đô ngự sử là lại kim bạc hộ bộ thượng thư nguyễn thiệu chi quan phó đô ngự sử là nguyễn hữu liêm quan lễ bộ tả thị lang lê vô cương đều là người khoa giáp có người thì khởi binh phủ lê thất bại và bị giết có người thì theo vua lê không kịp nhảy xuống sông mà chết có người thì quay đầu về nam sơn bái vái lạnh rồi tự tử sau này khi dẹp xong nhà mạc nhà lê trung hưng lại nhà Lê được Trung Hưng lại vua Lê Huyền Tông và triều đình bàn luận công lao truy phong tước phúc thần cho 13 vị trung thần tiết nghĩa vì nước khi sinh này trong đó xếp ông Vũ Duệ đứng đầu trong số 13 người Mạc Đăng Dung lên ngôi tức là vua Mạc Thái Tổ chính thức lập ra nhà Mạc nhà Lê truyền được 100 năm đến đây kết thúc nhưng công đức vua Lê Thái Tổ và vua Lê Thánh Tông làm cho nhiều người vẫn không quên nhà Lê cho nên dù Mạc Đăng Dung có cướp được ngôi cũng không được lâu bền, chẳng bao lâu khắp nơi nổi lên những đội quân phủ Lê diệt Mạc, muốn diệt trừ Mạc Đăng Dung để khôi phục nhà Lê. Thì ở trong số ngày hôm nay Trung đã chia sẻ một phần về sự nghiệp của Mạc Đăng Dung. À, chính là Mạc Thái Tổ là người mà đã lập ra chiều nhà Mạc. Ông sinh năm 1483 và mất năm 1541. Là trong số tiếp theo Trung sẽ chia sẻ về Uh, khi mà lên ngôi và cách ông điều hành đất nước như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.